Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình hướng dẫn làm hoa giấy của công ty Du học Tân Đại Dương. Thì hôm nay chúng ta sẽ qua tới tận Hà Lan để chúng ta làm một cái loại hoa mới, đó là hoa tulip như thế này đây. Và về cái phần mà nguyên liệu thì nó cũng rất là đơn giản, y như những cái bông hoa lần trước chúng ta đã làm, thì nó cũng chỉ có là giấy nhúng, rồi cũng có cây que, rồi có keo sáp, nó chỉ có như vậy thôi. Tuy nhiên đặc biệt lần này chúng ta sẽ phát sinh thêm một cái cụm chỉ, bởi vì cái hoa tulip này chúng ta sẽ không sử dụng hồ hay là keo để chúng ta dán cái phần đuôi, mà chúng ta sẽ dùng chỉ để chúng ta quấn, thì đó là một cái nguyên vật liệu khác biệt so với những bông hoa khác mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi clip làm các bạn nhé. Một ngày mai khi nắng lên xanh ngời, chào ngày mai sẽ đến cùng giấc mơ. Lòng chợt thấy nôn nao, tương lai sẽ thế nào, thành công hay không nên bắt đầu từ đâu. Đừng ngại chi, đã có chúng tôi, người mang đến những ánh sáng cùng ước mơ. Bạn sẽ có những ước muốn, những vinh quang không ngờ. Còn người chi bà nơi tại sao không đến với chúng tôi? Du học Tân Đại Dương đi khắp phương trời, du học ngày mai tương lai tràn trên đôi tay chúng ta. Du học Tân Đại Dương mang đến hy vọng cho bạn, niềm tin cho bạn, ánh sáng của ước mơ. Du học Tân Đại Dương, thế giới trong tay bạn. Du học cùng tôi, cùng bạn bè trên khắp năm châu. Du học Tân Đại Dương đem đến những khát vọng, nếu muốn thành đạt hãy đến với chúng tôi. Du học Tân Đại Dương. Và vừa rồi thì Tân Đại Dương cũng đã giới thiệu cho các bạn cách làm loại hoa tulip này. Thì các bạn còn chần chừ gì nữa, hãy bắt tay vào và làm ngay cho mình một chậu hoa đẹp để trưng hoặc là trang trí nhà cửa đi nào. Và để mà tìm hiểu thêm những cái loại hoa tiếp theo thì các bạn nhớ đón xem những cái clip tiếp theo của Tân Đại Dương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.